Thưa quý vị, chiều nay một trận động đất đã xảy ra ở tương dương Nghệ An. Vào lúc 14 giờ 36 phút chiều nay thì một trận động đất đã xảy ra ở huyện tương dương tỉnh Nghệ An với độ lớn 4,1 độ sâu tâm chấn khoảng 10 km. Nhiều người dân ở tương dương và các khu vực lân cận đã cảm nhận rung lắc. Không loại trừ khả năng có thể xuất hiện thêm các dư chấn. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển về phía bắc nước ta cảnh báo sẽ gây mưa rét ở miền Bắc từ ngày mai. Không khí lạnh xuống kết hợp với hội tụ gió ẩm trên cao sẽ gây mưa rét cho toàn Bắc Bộ vào ngày mai. Chiều và đêm mai trời chuyển rét đậm, dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi rét hại thấp nhất chỉ từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khả năng cao sẽ xuất hiện băng giá và mưa tuyết ở các đỉnh núi cao. Từ đêm mai miền Trung cũng chuyển mưa trở lại. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cảnh báo có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trên 100 mm.